Bạn thích MU đúng không? Dạ, em thích MU. Từ năm bao nhiêu? Dạ, khoảng từ năm 96 khi mà Beckham đá. Tức là hồi đấy em sinh năm bao nhiêu nhỉ? Dạ, em sinh năm 90 ạ. 90 mà năm 96 thì khoảng 6 tuổi. Dạ, đúng. Hồi đấy là mình đã bắt đầu thích trai đẹp rồi đúng không? Beckham đẹp trai mà. Dạ, phải ạ. Thế à? Thế yêu bóng đá là vì anh ấy sút xa thôi hay là vì anh đẹp trai? Yêu bóng đá là vì cả hai ạ. Cả hai. Thế là bạn là một fan trung thành của MU đấy, fan dạ, kỳ cựu lâu năm đấy. Dạ. Và mùa giải vừa rồi cũng là mùa giải vất vả đúng không? Dạ đúng rồi, em đi ra đi vào hang suốt. Vâng, đi ra đi vào mệt cả người. Lúc dạ, này vừa ra gáy được tí lại phải vào lại trong hang. Dạ. Thế nhưng mà mùa sau được đá C1 là ngon rồi. Em đang bắt đầu nghe nhạc hiệu C1 từ bây giờ rồi ạ. Nghe nhạc hiệu C1 từ bây giờ rồi đúng không ạ? Dạ, vâng. Đúng ạ. Bìa giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện có màu gì? Xanh, vàng, đỏ hay là trắng? Xin mời bạn. Dạ, C là đáp án cuối cùng của em ạ. C, hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng bạn. Bù lại với lúc đầu chương trình hơi run một chút, nhưng mà thi đấu thì lại hết sức là nuột nà. 5 câu đầu tiên bạn vượt qua khá dễ dàng. Dạ, nhưng vậy thôi. Ở bên ngoài là mùa đông, nhưng bên trong là mùa hè anh. Mùa hè em đúng đang không? Run lắm. Vâng. Bạn đến với chương trình này là bạn còn để mục tiêu là để gặp tôi và gặp anh Trương, anh Ngọc đúng không ạ? Dạ. Tôi thì bạn gặp rồi. Anh dạ. Ngọc tiếc là hôm nay có việc bận nên là không tham dự được phần nhà tư vấn. Dạ. Vâng, nhưng bạn có hâm mộ anh Trương, anh Ngọc không? Dạ, em hâm mộ anh Trương. Bạn hâm mộ nhất điều gì? Em hâm mộ nhất ở anh là kỹ năng sắp xếp thời gian ạ. Tại vì anh Ngọc ạ? Dạ. Vâng. Một lúc thì anh có thể đương nhiệm nhiều vị trí, nhiều vai trò khác nhau. Ở vai trò nào thì anh vẫn hoàn thành tốt ạ. Thế là bạn là bên gọi là phe là fan đúng không? Bây giờ anti-fan và fan thì bạn là bên fan hâm mộ đúng không? Dạ, em là fan ạ. Ừ, mình ở bên anti-fan. Ừ, ok. Bạn đã vượt qua câu số 5. Phần thưởng của bạn bây giờ đang là 2 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 6, phần thưởng của bạn sẽ tăng lên 3 triệu đồng. Kể từ câu số 6, bạn sẽ có thêm một quyền trợ giúp, đó là hỏi ý kiến hai nhà thông thái. Bạn còn nguyên cả 4 quyền trợ giúp. Bạn sẵn sàng đến với câu số 6 chưa? Em đã sẵn sàng ạ. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 6. Bộ phim truyền hình Cuộc đời vẫn đẹp sao của đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Danh Dũng lấy bối cảnh chính ở đâu? Vùng núi Tây Bắc, chợ nổi Cái Răng, buôn làng Tây Nguyên hay là chợ đầu mối Long Biên? Xin mời bạn. Bạn có xem phim này không? Em chưa xem phim này ạ. Chưa xem phim này thì căng rồi. Bây giờ thì suy luận vậy. Bây giờ Cuộc đời vẫn đẹp sao thì ở đâu sẽ vẫn đẹp sao nào? Em không có một chút đầu mối nào để suy luận. Vậy thì tôi nghĩ là việc này mình nên dùng quyền trợ giúp đi. Em gọi điện thoại ạ. Gọi điện thoại cho người thân. Dạ. Vâng, bạn định gọi điện cho ai? Em định gọi điện cho chị Phương ạ. Chị Phương, vâng ạ. Chúng tôi xin phép được kết nối điện thoại với chị Phương ạ. Alo. Alo, xin chào chị Phương ạ. Dạ chào chương trình ạ. Vâng, tôi đang ngồi với lại bạn Hằng. Bạn Hằng có một chút khó khăn với câu hỏi của chương trình, đang phân vân, hình như bạn cũng có nghĩ đến đáp án nào đấy. Giờ đang muốn nhờ chị Phương để cùng tham khảo. Chị Phương sẵn sàng chưa ạ? Mình sẵn sàng rồi ạ. Dạ vâng, hai chị em sẽ có 30 giây để vừa hỏi và trả lời. 30 giây, bắt đầu. Bộ phim Cuộc đời vẫn đẹp sao lấy bối cảnh ở đâu? Mình có đáp án nào vậy? Chợ A, vùng núi Tây Bắc. B, chợ nổi Cái Răng. C, buôn làng Tây Nguyên. D, chợ đầu mối Long Biên. Có phải là chợ đầu mối Long Biên không? Đúng rồi. Mình nhớ vậy mà không biết chính xác không nữa. Rồi, có chắc chắn không? Vâng. Bạn Phương bảo đúng rồi. D là câu trả lời cuối cùng của em ạ. D. Hình như có vẻ như lúc nãy người trợ giúp của bạn không dùng máy tính để tìm kiếm thông tin đúng không? Có vẻ như là chị cố nhớ, chị Phương cố nhớ và chị bảo là mình nhớ là như vậy. Dạ. Phương án chính xác của câu hỏi này sẽ có sau ít phút nữa. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Ai Là Triệu Phú. Người chơi của chúng tôi sau khi quyết định nhờ quyền trợ giúp gọi điện cho người thân thì bạn đã chọn phương án D
Và phương án D là phương án chính xác. Xin chúc mừng bạn. Vâng. Buổi tối bạn dành thời gian làm gì? Nếu không xem phim thì làm gì? Buổi tối em sẽ học thêm tiếng Hàn ạ. Học thêm tiếng Hàn? Em tự học ạ. Tự học thêm tiếng Hàn bằng cách là xem phim Hàn gì? Dạ đúng ạ. À đấy, tôi biết ngay mà. Lại bảo là học thêm tiếng Hàn. Vâng, thực ra là mình nói là mình cày phim Hàn đi, nhưng mà có để phụ đề hay gì không? Dạ có để phụ đề, em cũng có học ạ. Có học luôn? Em có học thiệt ạ. À vâng, để học luôn cả biểu cảm cái thứ luôn. Vâng, được. Dạ. Tôi nghĩ đấy là một cách học tốt, tôi cũng dạ. sẽ học theo bạn. Vâng. Hiện nay bạn đã vượt qua câu số 6. Phần thưởng của bạn bây giờ đang là 3 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 7, phần thưởng của bạn sẽ tăng lên 6 triệu đồng. Bạn còn 3 quyền trợ giúp nữa. Bạn sẵn sàng với câu số 7 chưa? Dạ em đã sẵn sàng ạ. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 7. Bối cảnh câu chuyện Cô bé bán diêm của Andersen diễn ra vào thời điểm nào trong năm? Lễ tạ ơn, lễ Halloween, giao thừa hay là lễ phục sinh? Xin mời bạn. Theo em nhớ thì là lễ giao thừa. Lễ giao thừa. À, bạn có nhớ thêm chi tiết nào trong việc đấy không? Trong em nhớ là khi cô bé bán diêm đã đói và kiệt sức rồi thì và lạnh thì cô bé đốt từng que diêm. Đốt thì từng que diêm sẽ hiện lên là những ước mơ của cô bé là được có một gia đình và có gà tây, có đầy đủ thức ăn. Bạn đang nghiêng khoảng 30% vào giao thừa. Em nghiêng 70% vào giao thừa nhưng mà em vẫn chưa chắc ạ. Halloween là chắc không phải ạ. Halloween thì chắc không phải. Dạ, lễ tạ ơn và lễ phục sinh thì mọi người cũng quay quần bên nhau. Mọi người cũng quay quần bên nhau, tức là bạn sẽ nghi ngờ thêm cả hai phương án còn lại nữa. Dạ. A và D. Em xin chọn quyền trợ giúp 50-50 ạ. 50-50. Chúng tôi nhờ máy tính bỏ giúp đi hai phương án không chính xác ạ. Rồi, còn giao thừa hay là lễ phục sinh? Dạ, em xin trả lời luôn ạ. C là đáp án cuối cùng của em ạ. C, giao thừa. Bạn có biết lễ phục sinh nó diễn ra vào khoảng thời gian nào không? Lễ phục sinh em cũng không biết tại vì... Vâng. Bởi vì phương án C là một phương án chính xác. Xin chúc mừng bạn. Thực ra bạn nói đến chi tiết là có con gà tây trong đấy, tôi rất lo là bạn sẽ nghĩ sang cả lễ tạ ơn nữa. Dạ. Thực ra là cái con mà được làm thịt trong cái hôm đấy và trong cái câu chuyện này ấy, là con ngỗng quay. À chứ không phải con gà. Câu chuyện mở đầu với chi tiết, cửa sổ mọi nhà đều sáng rực ánh đèn và trong phố sực nức mùi ngỗng quay, chả là đêm giao thừa mà. Dạ. Đấy là chi tiết đầu tiên của chuyện Cô bé bán diêm. Dạ. Bạn cũng đã nghe câu chuyện này rồi đúng dạ, không? Dạ em có nghe câu chuyện đấy. Này rồi ạ. Đấy, người ta cứ nói về tác dụng của kể chuyện cổ tích cho con. Biết đâu sau này con đi thi hay là triệu phú thì sao, đúng không? Dạ. Là con cũng sẽ vượt qua được những câu như này. Bạn đã vượt qua câu số 7. Phần thưởng của bạn bây giờ đang là 6 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 8, phần thưởng của bạn sẽ tăng lên là 10 triệu đồng. Bạn còn 2 quyền trợ giúp nữa. Bạn sẵn sàng với câu số 8 chưa? Dạ, em đã sẵn sàng ạ. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 8. Khẩu hiệu của SEA Games 32 tại Campuchia là gì? Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn, chúng ta cùng chiến thắng, cùng nhau tỏa sáng, hay là thể thao sống trong hòa bình? Xin mời bạn. Em nghiêng về phương án cùng nhau tỏa sáng. Cùng nhau tỏa sáng. Bạn nghiêng nhiều về phương án C không? 50% thôi ạ. 50%. Còn lại 50% thì chúng ta dành cho 3 phương án còn lại. Dạ đúng ạ. Vâng. Em xin dùng quyền trợ giúp là hỏi các nhà thông thái ạ. Các nhà thông thái, vâng. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng với hai nhà thông thái ạ. Xin chào nhà thông thái. Lâu quá mới gặp, chắc là người chơi đã đi được quãng đường rất là dài rồi. Vâng, rất dài rồi. Nhưng mà gặp một câu hỏi khó quá nên quyết định nhờ tới sự trợ giúp của hai nhà thông thái ạ. Hai nhà thông thái sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Vâng. Hai nhà thông thái và người chơi sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây, bắt đầu. Dạ, anh chị cho em hỏi là khẩu hiệu của SEA Games 32 tại Campuchia là gì? Sport in peace. A. Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn. B. Chúng ta cùng chiến thắng. C. Cùng nhau tỏa sáng. D. Thể thao sống trong hòa bình. Bạn nghĩ là câu mấy? Nãy bạn chọn câu nào rồi? Sport in peace, tôi nghĩ là đáp án là đi.
DD. Chính xác. Thể thao sống chúng trong hòa bình. Chúng ta chọn số D nhé. Vâng, anh ấy vừa nói khẩu hiệu bằng tiếng Anh. Sport in peace. Dạ, em cảm ơn anh Lee in peace. Em sẽ tin tưởng hai nhà thông thái ạ. Vâng. D là đáp án cuối cùng của em ạ. D. Thể thao sống trong hòa bình. Và các nhà thông thái đều đồng thuận như vậy thì không có lý gì để sai cả. Phương án D là phương án chính xác, thì chúc mừng bạn. Vâng, chúng tôi xin phép được kết nối lại với hai nhà thông thái ạ. Xin chào hai nhà thông thái, xin chúc mừng hai nhà thông thái đã có một phần tư vấn thành công. Vâng, anh Chí từ trước giờ không quan tâm thể thao lắm mà hôm nay lại tư vấn một câu về thể thao chính xác thế nhỉ? Bởi vì là với cái công việc và viết bài thì chúng ta được biết đây là lần đầu tiên Campuchia, một nước bạn của chúng ta tổ chức đăng cai SEA Games 32, cho nên là tôi cũng có quan tâm một chút ạ và có nhiều sự tò mò về công tác chuẩn bị của nước bạn, cho nên tôi rất là nhớ một số vài chi tiết ở trong cái đó. Cũng may là SEA Games 32 diễn ra rất là gần đây, cho nên là một số các thông tin cập nhật thì có thể dễ dàng được các nhà báo ghi nhớ. Chứ nói thật là gặp các câu hỏi về thể thao, mặc dù tôi là người rất thích chơi thể thao nhưng mà gặp câu hỏi thể thao là tôi cũng hồi hộp lắm. Bình thường thì anh Trương Anh Ngọc sẽ là người rất là rành rẽ những cái việc này, nhưng mà may quá hôm nay rơi vào một câu thể thao mà tôi và Chí vẫn có thể cùng nhau xử lý được. Dạ vâng ạ, cảm ơn các nhà thông thái ạ. Ba khẩu hiệu còn lại là các khẩu hiệu của SEA Games trước đó 29, 30 và 31. Yeah. Và phương án D là khẩu hiệu của SEA Games 32. Yeah. Đây là thêm thông tin cho bạn. Yeah. Với sự trợ giúp của các nhà thông thái, bạn đã vượt qua câu số 8. Phần thưởng của bạn bây giờ đang là 10 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 9, phần thưởng của bạn sẽ tăng lên 14 triệu đồng. Và bạn chỉ có một quyền trợ giúp thôi. Yeah. Bạn sẵn sàng với câu số 9 chưa? Em đã sẵn sàng ạ. À? Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 9. Quần đảo Mũi Xanh nằm ở đại dương nào? Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương hay là Bắc Băng Dương? Xin mời bạn. Em lại không có dữ liệu gì để suy luận câu hỏi này. Không có dữ liệu gì. Vâng, chiến thuật của bạn từ câu 6 trở đi là cứ mỗi câu bạn dùng một quyền trợ giúp và vượt qua. Em sẽ xài quyền trợ giúp cuối cùng là em hỏi em trai em ạ. Vâng, xin mời bạn Hiếu, mời bạn xuống đây để trợ giúp cho chị gái của mình. Xuống đây em. Rồi, mời hai chị em trao đổi to lên. Sao biết được? Không biết được không? Không. Tức là em cũng không có dữ kiện gì về câu này. Không. Mình suy luận thử xem, hai chị em bây giờ suy luận xem. Em quần đảo Mũi Xanh là em mới nghe lần đầu luôn. Ừ? Quần đảo Mũi Xanh luôn, em mới nghe lần đầu luôn. Ừ, mà anh không biết là xanh lá cây hay là xanh dương nữa cơ. Khổ thế. Dạ. Bây giờ bọn em có hai lựa chọn. Một là bọn em chọn dừng cuộc chơi, bảo toàn 10 triệu. Sau đó thử trả lời một phương án nào đấy của câu 9. Thứ hai là gì? Là chọn bừa một phương án nào đấy mà mình thấy là có vẻ là đúng nhất trong suy luận của mình. Nếu đúng lên 14 triệu, nếu sai về 2 triệu. Nào, mời hai chị em. Hiếu, em có gọi là gợi ý nào không? Em nghĩ là sẽ không nằm ở Bắc Băng Dương được. Không nằm Bắc Băng Dương được, tại sao? Bởi vì phía Bắc ở trên rất là lạnh. Ừ, rất là lạnh. Vâng. Quần đảo nó không có liên quan gì đến diện lạnh đâu. Nhưng mà Mũi Xanh thì nó sẽ nghiêng về cái chỗ nào mà nó nóng thì nó mới gọi là Mũi Xanh. Đấy là suy luận của Hiếu, tức là chỗ nào mà nó phải cây nó có sống được thì nó mới có màu xanh, đúng không? Nên là nếu mà Bắc Băng Dương sợ lạnh quá nên là không có cây nó mọc được. Em nghĩ có thể là Đại Tây Dương, nhưng mà em không chắc chắn. Do Đại đó, Tây Dương. Em xin dừng cuộc chơi tại đây ạ. Bạn xin dừng cuộc chơi tại đây. Chúng ta dành cho bạn một tràng pháo tay ạ. Vâng. Cảm ơn Hiếu. Xin mời em quay trở lại khán đài. Cảm ơn em. Bây giờ anh em mình thoải mái rồi. Yeah. Em có 10 triệu để ra về rồi. Yeah. Bây giờ anh em mình chọn một phương án mà theo em là em nghĩ là khả năng là đúng nhất. Em nghĩ là Đại Tây Dương ạ. Đại Tây Dương. Phương án B. Và phương án B là phương án chính xác. Nếu như em mà chọn phương án B thì bây giờ là chúng ta đã vượt qua câu số 9. Nhưng tất nhiên đấy là nói nếu như, vì là đấy là em đoán mà khi mà cũng không có nhiều dữ kiện lắm. Em chỉ là một linh cảm nào đấy.
Vâng, vậy anh nghĩ là nếu mà em cảm thấy không chắc chắn thì việc dừng lại là việc hết sức hợp lý. Và về mặt lý thuyết mà nói thì là em đã vượt qua câu số 9, chỉ là phần thưởng em nhận là câu số 8 mà thôi. Chứ còn em đã vượt qua câu số 9 rồi. Còn đấy là do may mắn hay do linh cảm hay là do gì thì thôi, mình cũng không cần quan tâm lắm. Thì cốt là em đã chọn một phương án mà đấy là phương án chính xác của chương trình. Dạ, em cảm ơn ạ. Bây giờ với mọi thứ xong xuôi hết rồi, bây giờ hết hẳn run với hồi hộp chưa? Dạ, hết rồi ạ. Hết rồi à? Như vậy là bạn sẽ ra về với phần thưởng là 10 triệu đồng. Cảm ơn em rất nhiều. Dạ. Xin mời em.